Dạ con thưa sư ông, con trình pháp trong cái thời thiền của con ạ. Dạ thưa, sáng nay trong cái thời thiền, trong cái giờ sinh hoạt cá nhân, con có ngồi thiền một mình. Dạ con nhớ lời sư ông dặn là cái gì nó đến thì mình chỉ thấy thôi. Và cái đối tượng nào đến thì con chỉ quan sát như nó đang là, chứ không có để cái ý tư chủ quan của mình vào ạ. Thì khi con ngồi thì con cũng cảm giác là vẫn cái cơn, cái phân phong đạo ngày hôm qua của con, thì cái đầu con nó gục sát xuống đất luôn ạ. Mà trong khi người con thì nó vẫn vững chãi. Thì ngay lúc đó thì con chỉ thấy ra là cái hiện tượng đó là một cái hiện tượng diễn ra, cái hơi thở con quay trở về thì con thấy ra thôi. Thì cái hiện tượng đó con thấy cái hơi thở của con thì nó vẫn ổn định. Cơ thể con thì con không thấy đau đớn chỗ nào cả. Và con cái tâm của con thì nó không còn sợ hãi như những ngày trước con bị nữa. Dạ. Thì nhưng mà do tới hết cái giờ sinh hoạt cá nhân rồi thì con phải dùng cái tác ý con ngồi dậy để con đi, thì lúc đó con hơi bị đau đầu. Dạ. Tuy nhiên thì con cũng nghe sư ông dạy đó là một cái hiện tượng tự nhiên, cho nên là con không có con biết nó là bắt đầu thì nó cũng sẽ có cái sự kết thúc, cho nên là con cũng an tâm và con không còn lo lắng nữa. Nhưng mà con thưa là con chỉ xin hỏi là sau khi mà con về nhà đó, thì nếu mà trong các ngồi thiền á, thì có những cái hiện tượng tự nhiên này nó trở nên có những cái điều hơi bất thường, nó vượt quá sự hiểu biết của con hay là làm cho con bất an á, thì con sẽ trình pháp với sư ông là lên trình pháp trực tiếp với người, hay là xin gửi qua câu hỏi qua cái trang hotong.org ạ. Con cảm ơn sư ông. Cái con người của mình á là ở bên trong á, nó đang chứa rất nhiều thứ lắm. Bên trong nó chứa rất nhiều cái gọi là cái tập khí. Thế khi mình mà, thí dụ bây giờ một cái đứa bé, hôm qua mấy đứa bé nhỏ nhỏ, hôm qua hôm kia gì đó, mấy đứa bé nhỏ nhỏ tới đây đó, rồi nó ngồi quanh thầy á. Cái thầy nhìn thì đứa nào cũng nhúc nhích, mà có một đứa bé nó ngồi im hoài đó. Tức là có thể là những cái tập khí ở bên trong của nó ổn định. Cho nên nó có thể ngồi mặt rất là thoải mái. Dựa mấy đứa nhỏ kia thì đứa nào thì đứa thì thế này, đứa thế kia, đứa nhúc nhích đủ thứ hết. Mà con bé đó nó cứ ngồi hoài đó. Thầy cứ để ý nhìn lại một cái thì nó vẫn cứ ngồi vậy. Để mỗi lần để ý thì nó vẫn cứ ngồi vậy. Cái mặt tỉnh bơ đó thôi. Mình thấy cũng lạ. Thì mỗi người á, mỗi người trong trong mình nó có sẵn những cái tập khí. Cho nên bây giờ cái chính yếu mà thầy, tại sao mà thầy lại nói là mình đừng có thiền định, đừng có làm gì hết đó, mà quan trọng là cứ thấy thôi. À, vì khi mình cứ thấy ấy, thì tức là mình hóa giải được những cái tập khí đó. Mà khi mình hóa giải được những cái tập khí đó đó, thì tự nhiên mình ngồi là nó yên. Còn khi trong người mình cái khí nó đang như thế nào đó, cho nên khi ngồi lại á, hễ mà cố giữ yên cái thì nó sẽ đồng đầy thế này thế kia đủ thứ. À, thì trong con người mình nó có bốn cái. Một là hình tức là cái thân á, hình, ý, à quên, à, thần tức là cái tâm mà hộ rộng, thanh tịnh trong sáng mà thầy nói đó, cái đó gọi là thần. Rồi cái tâm mà nó khởi lên á, thì gọi là ý. Mà khi khởi lên một cái ý gì á, thì nó sẽ tạo ra một cái khí ở trong người mình. Đó, thí dụ như giờ mình nổi sân lên, thì để ý là mình thấy cái khí trong người mình nó khác. À, mà khi mình là hoan hỷ thì cái khí trong người nó khác. À, thì cái hễ mỗi cái ý gì đó thì nó tạo ra cái khí đó. À, và cái khí đó đó nó lại tác động lên hình. À, thì cái mà hễ mà mình khi mình ngồi mà nó lay động như thế này thế kia gì đó đó, tức là do khí. Mà do khí đó tức là do ở bên trong cái ý đó. Cái ý bây giờ ý nó có hai phần, một cái phần là ý hữu thức và một phần là ý vô thức. Thì cái phần mà ý hữu thức mà nó đưa vào trong cái pha văn ga hay là a la giả thức gì đó đó, thì nó nằm ở bên trong đó, nhưng mà nó không phải nằm yên.
Thế mình ngồi yên cái là nó tác động lên. Nhưng mà do trong đời sống hàng ngày á, là mình đang tập trung vào một cái gì đó. Thí dụ như mình đang học bài, đang nói chuyện, đang làm cái gì đó. Cho nên do đang hoạt động hữu thức, do đó cái phần vô thức mình không để ý tới. Nhưng mà khi mình ngồi lại một cái đó, thì cái phần ngồi yên cái đó, thì phần vô thức đó nó khởi lên. Nhưng mà bây giờ trong đời sống hàng ngày đó, mình đừng có quan tâm đến chuyện đó, mà trong đời sống hàng ngày mình cứ rõ biết. Thì dần dần á, là những cái tập khí đó nó sẽ được gọi là hữu thức hóa. Tức là tập khí nó khởi lên thì mình biết. Và mình cứ biết mình, rồi mình biết là có những cái nào, có những hoạt động nào trong đời sống á, thì nó xuất phát từ những cái tập khí đó. Tức là cái thói quen mà mình đã đưa vào trong vô thức á, thì bây giờ nó cứ thúc đẩy mình làm. Người ta gọi là những cái khuynh hướng xung động. Ở trong phân tâm học á, người ta gọi là những cái khuynh hướng xung động. Thì những cái khuynh hướng xung động đó là nó cứ khởi lên, cho nên á, có nhiều người ngồi không yên. Thì ngồi một cái là nó lôi đi phải làm cái đó, lôi đi phải làm cái kia, chứ ngồi yên không được. Thì bây giờ đó, chỉ có một cách mà nói theo phân tâm học là mình hữu thức hóa vô thức. Thì Đức Phật Ngài là dạy mình là thường tròn vẹn rõ biết. Tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là mình thường tròn vẹn rõ biết. Thì khi mình cứ rõ biết tất cả mọi cái, mà cái rõ biết nó càng ngày càng là sáng hơn á, thì mọi chuyện đều mình biết hết, kể cả cái hữu thức hay là vô thức nó khởi lên mình đều rõ biết hết. Thì lúc đó những cái mà cái hệ mà ý nó ổn định thì khí nó ổn định. Khi mà ý ổn định thì khí ổn định. Mà khí ổn định á thì hình cũng sẽ yên. Lúc đó mình ngồi sẽ hoàn toàn yên. Thân hoàn toàn yên, khí hoàn toàn yên, ý hoàn toàn yên, thì lúc đó là trở về với cái mật, cái đức tính thanh tịnh trong sáng của cái bản tâm của mỗi người. Nó là cái nguyên lý nó như vậy. Cho nên bây giờ mình vẫn cứ là thấy biết thôi. Nếu mà đang ngồi mà thấy có những cái hiện tượng gì thì mình chỉ thấy biết vậy thôi. Nhưng mà đừng quan tâm đến chuyện đó. Mà trong đời sống hàng ngày á, là những chuyện nhỏ nhặt nhất mình đều là rõ biết. Thì tự nhiên cái đó nó sẽ dần dần nó sẽ giảm bớt đi. Tức là giống như khi mà mình trời tối cái mình thắp đèn lên cái là nó sáng lên cái thì nó cái tối nó giảm đi. Mà nếu mặt trời nó sáng lên nữa cái thì là bóng tối đi hết, đại khái là vậy. Cho nên mình cứ thắp sáng lên. Thì cái Vipassana chính là thắp sáng, soi sáng mọi cái ngõ ngách của cái thân thọ tâm pháp. Kính thưa sư ông, con thấy có một vấn đề là hiện tại bây giờ thì học trò của sư ông rất là đông và ai cũng có những cái thắc mắc, những cái nghi hoặc hoặc là những cái mà muốn chỉnh pháp với lại sư ông. Nhưng mà với thời gian của sư ông thì rất là bận rộn, không thể nào mà có thể đáp ứng được hết tất cả những cái câu hỏi đó. Thì xin sư ông hãy chỉ cho chúng con một cái phương pháp, tức là mình sẽ phải quán xét như thế nào trước khi mà mình đặt một cái câu hỏi, những cái cách để mà mình đặt câu hỏi cho nó đúng, nó không có bị lan man. Tại vì những cái câu hỏi ở trong thế gian này thì nó quá là nhiều, không thể nào mà lúc nào mình cũng có thể là mình hỏi được. Thì xin sư ông chỉ cho chúng con cái cách đặt câu hỏi. Đã. Nói chung là nó có hai loại câu hỏi. Một loại câu hỏi là để đáp ứng cái kiến thức. Tức là mình hỏi để mình có thêm kiến thức. Còn một câu hỏi là thuộc loại là mình, một câu hỏi thực á, tức là câu hỏi mình đang trải nghiệm và mình vẫn chưa thông suốt hay là còn vướng mắc gì đó ở trong cái trải nghiệm đó.
Thì cái câu hỏi mà nên nên hỏi đó là những câu hỏi mà nó thuộc về cái trải nghiệm thực. Mà trong cái trải nghiệm thực đó đó, mình thấy là chưa có biết làm thế nào. Đó, thì cái chỗ đó có thể là để cho những cái người, có thể là những người trước đi trước, hay là những người mà đã từng trải qua rồi, thì người ta sẽ chỉ cho mình. Còn cái câu hỏi mà thuộc về kiến thức á, thì cái đó bây giờ á, nó mình có thể tra từ điển được, cái trường lên Google Maps quên <đó. cười> lên Google là tra được hết trơn. Cho nên mấy cái đó bây giờ trong Tam Tạng Pali đồ gì cũng đều có trên mạng hết trơn á, muốn tra chỗ nào cũng được hết đó. Cho nên cái mà thuộc về kiến thức á, thì không quan trọng. Có một người khi thầy đi giảng ở bên Mỹ, thì có một cái anh ở bên Mỹ, anh gọi điện thoại cho thầy. Anh nói là cho con hỏi là thầy cái buổi giảng đó, trong buổi giảng đó thầy sẽ giảng cái gì? Nếu mà thầy giảng cái điều gì mà thầy trải nghiệm, thầy thực chứng á, thì con sẽ đi nghe. Còn nếu mà thầy giảng kinh điển thì thôi, con ở nhà con tra cũng được. Thầy nghe nhiều người nói như vậy, mà cái đó cũng đúng. Bởi vì bây giờ thật ra là mình muốn nghe cái người đó họ trải nghiệm cái điều gì, họ thực chứng cái điều gì. Chứ còn bây giờ nói cứ đem kinh luận ra mà nói thì ai nói được cả. Mà bây giờ vô trong mạng thì là muốn nghe là đủ chỗ. Nghe bằng tiếng Anh cũng được, nghe bằng tiếng Pháp cũng được, nghe bằng tiếng Việt cũng được, nghe bằng cái gì cũng được hết đó. Nhưng mà cái đó thì nó chỉ là thu thập kiến thức thôi, cho nó không có khai mở được cho mình. Không phải là khai thị. Khai thị là chỉ thẳng để mình thấy mình đang là như thế nào, chứ không phải là mình chỉ góp nhặt cái kiến thức không thôi. Mà thì cái kiến thức đó nó chưa qua trải nghiệm đó, thì kiến thức đó nó trở thành giống như chỉ là cái vay mượn mà vô bộ mà thôi, nên nó không có lợi ích gì. Cho nên cái câu hỏi á, thì trong những trường hợp mà mình đang thực hành á, thì nên đặt những câu hỏi thuộc về thực hành. Đó. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi với ạ, trong quá trình mà thực hành thực tập ở khóa xuất gia giao duyên ạ, thì trước khi mà vào khóa xuất gia giao duyên thì con cũng ngồi thiền, nhưng mà nó hay rơi vào trạng thái buồn ngủ và hôn trầm. Nhưng khi vào trong khóa xuất gia giao duyên thì con không bị cái trường hợp đó, và con cũng nhìn thấy tâm của mình cũng như là các cái trạng thái trên thân. Nhưng mà sau đó thì con lại rơi vào cái trạng thái đó là trong lúc đi hành thiền thì con lại rơi vào trạng thái buồn ngủ và hôn trầm, và rất buồn ngủ, khiến cho con không có tỉnh giác được. Xin thầy khai thị giúp con ạ. Cái buồn ngủ đó, nó có nhiều lý do. Thí dụ như là đến đây ở thì thức dậy sớm quá, cho nên trong khi mình đi buổi sáng sớm mình đi đó, hay là mình ngồi đó, thì nó dễ buồn ngủ. Đó. Vì ở nhà thường thường đó, bây giờ là nhiều người thức quá 12 giờ đêm. Có nhiều người, hồi xưa có nhiều người là họ gọi điện thoại cho mình là sau 12 giờ đêm. Cho nên sau này khi thầy đi ngủ là thầy tắt điện thoại luôn. mà họ nói dài, thiệt dài luôn. Cho nên là mình đúng theo cái gọi là cái gì
cái bằng thời bởi à, thời sinh học á, à, cái thời gian sinh học á, thì đúng ra là nên ngủ sớm mà dậy sớm, nhưng mà bây giờ là bởi vì do công việc cho nên người ta phải giải quyết tới 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, 2 giờ đêm, rồi đến khi dậy thức ngủ là phải đến khi đi làm việc mới là thức dậy luôn đó, chẳng hạn vậy. Thì trong khi đó mình vào chùa đó thì 3 giờ rưỡi là đã thức dậy rồi lúc đó mình đang còn buồn ngủ, do đó là dễ buồn ngủ, đó là một lý do. Lý do thứ hai á, là khi mình ở trong đời sống á, thì có quá nhiều cái kích thích vào mình, tác động vào mình. Chuyện này rồi đến chuyện kia rồi đến chuyện nào nó luôn luôn là nó cứ lôi cuốn mình, cho nên mình muốn ngủ cũng được. Là mình phải luôn luôn phải thức tỉnh. À, còn bây giờ ở trong cái điều kiện nó yên hơn thì nó dễ buồn ngủ. Thứ ba là có những cái mà mình thấy mình không thích, mình thấy nó chán chán. Thí dụ bây giờ khi mà thầy giảng đó, thì có nhiều người thấy là họ ngủ thì không bao giờ thầy đánh thức họ dậy cả, bởi vì á nhiều khi họ ở nhà họ mệt công việc gì đó tới nghe nhưng mà ngồi một chút là ngủ, là một. Hai đó là cái trình độ người đó đó không nên nghe thầy nói. Về trình độ người đó phải nghe cái thấp hơn hoặc cao hơn gì đó. Chứ nghe thầy nói là họ sẽ chán. Ví dụ như trình độ họ, giả sử bây giờ mình dạy chương trình lớp 10 mà một em lớp 5 ngồi nghe thì chắc chắn là nó ngủ thôi. Bởi vì nó nghe không vô thì nó phải ngủ thôi. Cho nên là mình không nên đánh thức họ dậy để cho họ ngủ. Vì mình biết là có rất nhiều lý do để cho họ phải ngủ, cho nên là cứ để cho họ ngủ chẳng sao. Thì á, bây giờ trong một cái khóa tu á, tại vì là trong một cái khóa tu, chứ trước đây là thầy, tại trước đây thầy không có, thậm chí là khóa tu thầy cũng không tổ chức nữa, bởi vì thầy chỉ muốn là ai đến có duyên đến thì thầy chỉ, còn nếu không thôi, chứ không làm khóa tu. Vì khi đã làm khóa tu á, thì phải có giờ giấc thế này, phải giờ giấc thế kia, tức là nó vẫn có cái tổ chức. Mà khi mà có cái tổ chức á, thì nó vẫn có cái khuôn khổ, vẫn có cái này cái kia, cho nên là có người thì phù hợp, có người thì không phù hợp. Đó. Chứ còn nếu mà cái người nào mà nó họ đến mà đúng cái nhu cầu á, thì mình nói là họ sẽ là khai mở được. Khi khai mở rồi đó thì họ về họ tự do, không bắt buộc là họ phải thức dậy 3 giờ rưỡi sáng. Tức là họ tự do theo cái hoạt sinh hoạt của họ. Cho nên thời Đức Phật cũng vậy. Bây giờ các vị đến đó, thì Đức Phật ngài cho xuất gia, mà cái thời đầu đó, xuất gia cũng phải là thọ giới này giới kia gì hết đó. Xin xuất gia cái ngài nói được, vậy là trở thành người xuất gia, đại khái là vậy thôi. Cho nên hồi đó người ta gọi là Ehi Phikkhu. Ehi Phikkhu có nghĩa là trở thành Phikkhu một cách hoàn toàn không có thay đổi gì cả. Người đó làm sao thì bây giờ vẫn tu bố xuất gia vẫn vậy thôi, chẳng có gì thay đổi. Thì á, lúc đó chưa có giới luật gì để mà phải thọ giới này, thọ giới kia. Nhưng mà mỗi người đó là khi mà đã thấy ra được cái mà Đức Phật khai thị đó, thì từ đó sống với cái sự thật đó. Và mỗi người sống với sự thật theo mình. Người bệnh thì sống theo sự thật theo kiểu khác, người mình khỏe thì sống theo kiểu khác, người già thì sống theo kiểu khác, người trẻ thì sống theo kiểu khác. Không ai giống ai. Người nam thì sống theo kiểu nam, người nữ thì sống theo kiểu nữ. Không ai giống ai hết. Và cái mà riêng tư đó đó là hoàn toàn được tôn trọng. Chỉ có khai thị cái thực thôi. Nhưng mà bởi vì ở đây do nhu cầu của nhiều Phật tử, họ muốn biết là thật sự mình sống tinh tấn chánh niệm thực giác, tỉnh giác là gì, hay là mình tròn vẹn tỉnh thức là gì, tròn vẹn rõ biết là gì, à, để mình có thể ứng dụng để, trong đời sống hàng ngày. À, cho nên thầy mới là
bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ phải mở cái khóa thôi. Chứ thật ra là chẳng có khóa gì cả. Chỉ có khai thị, rồi người nào thấy ra, từ thấy ra mình thôi. Thì lúc đó nó sẽ có, nó không sẽ không bị chán. Còn bây giờ vô đây có khi cái việc đi kinh hành nó không, không phù hợp với mình, cho nên cứ đi là nó chán. Đó, đại khái vậy. Cho nên cái hôn trầm đó là bởi vì do chán. Cái thứ tư là do thiếu sự chú tâm. Nếu mình tức là toàn tâm toàn ý đó, nếu mình toàn tâm toàn ý thì nó sẽ thức tỉnh. Thì bên thiền định đó, người ta gọi là có tâm. À, hệ mà có tâm á, tâm tức là có tâm hướng vào đối tượng á, tức là mình trọn vẹn với cái, ví dụ mình đi là mình trọn vẹn rõ biết cái đi á, thì lúc đó mình sẽ không có bị hôn trầm. Đó. Nó có hai cái này nó hơi nghịch nhau này. Thứ nhất á, là dạng gì tự nhiên vô tâm. Nhưng mà dạng gì tự nhiên vô tâm á, thì cái tâm nó rất là thanh tịnh trong sáng, cho nên nó rất rõ biết. Đó. Nhưng mà nếu mà cái vô tâm, trong cái tự nhiên vô tâm đó, mà nó có hơi có cái tính chất là buông, không phải là buông xả nghe, mà buông thả. Hai cái từ này nó khác nhau một chút á. Buông xả tức là mình để tâm rộng lặng, không bị cái gì chi phối hết, là buông xả. Còn buông thả là mình giống như mình kể nó tới đâu tới á, đại khái vậy. Buông thả là thôi, kể tới đâu tới, mình chỉ đi vậy thôi. Thì cái đó không phải, có thể đó là mình hiểu lầm cái dạng gì tự nhiên vô tâm. Thực ra thực sự mà dạng gì tự nhiên vô tâm á, thì tâm nó sẽ rất là sáng suốt rõ biết. Mà khi mà sáng suốt rõ biết á, thì nó không có hôn trầm. Cho nên á, trong thất giác chi á, trong thất giác chi là nói rất rõ. Khi cái tâm mình mà nó hơi nghiêng về hôn trầm, nghiêng về trì trệ đó, thì mình phải là đầu tiên vẫn là niệm, tức là trọn vẹn với cái trạng thái đang là đó, cái này nè. Thứ hai là trạch pháp, tức là mình rõ, soi rõ hơn cái thí dụ như mình đang đi, thì bây giờ mình cảm nhận cái đi đó rõ hơn một chút, thì cái đó gọi là trạch pháp. Và tinh tấn hỷ, tức là mình phấn chấn lên, thì tự nhiên nó thoát ra khỏi cái hôn trầm, cái trì trệ. Đó. Ngược lại, trong khi mình đi, thì tâm mình nó lại phóng quá. Khi tâm mình phóng quá, thì mình lại phải buông xả. À, buông xả để cho nó thoải mái lại. Và nó ổn định lại. Thành ra là trong thất giác chi là ba cái yếu tố sau á, ba yếu tố sau nhưng mà nó vẫn có niệm, tức là vẫn rõ biết cái trạng thái. Ví dụ như giờ trì trệ thì đầu tiên là phải là trọn vẹn với cái trạng thái trì trệ đó, cái này nè. Còn khi mà dao động á thì cũng phải trọn vẹn với cái dao động đó, cái này nè. Còn sau đó khi dao động á thì mình buông xả. Hễ buông xả thì tâm nó khinh an và định, ổn định. Còn khi mà tâm mình mà trì trệ đó thì mình là trạch pháp tinh tấn hỷ, tức là phấn chấn lên, soi rõ hơn, thì tự nhiên tâm nó sẽ thoát khỏi cái tình trạng mà hôn trầm trì trệ. Đại khái là vậy. Dạ bạch thầy. Thầy cho con hỏi hai câu hỏi.
Tụi con được đủ duyên phước là tham gia khóa xuất gia diêu duyên, nên là có cơ hội trình pháp cho thầy mỗi ngày. Thì con muốn xin thầy là khi ngày mai tụi con trở về cái cuộc sống cư sĩ tại gia, thì trong khi thực hiện cái phương pháp thầy hướng dẫn là thận trọng chú tâm quan sát trong tất cả các công việc, thì có cái phương pháp nào để mà luôn sách tấn cũng như nhắc nhở mình, tại vì nó rất là dễ vui trong cái cuộc sống ở đời, nên là hầu như là khi mà chip trở về cuộc sống ở đời thì đôi lúc vẫn nhớ lời thầy dạy, nhưng mà đôi lúc nó lại không có kịp thời, hoặc là nó như thế nào thì nó có những cái việc nó xảy ra thì sau đó mình mới nhìn nhận lại được. Cái thứ hai đó, con muốn hỏi thầy là khi mà mình thực hiện, tại vì có những mình thực hiện ngồi thiền hoặc là hành thiền thì môi trường ở nhà thì có đôi lúc có những sư huynh đệ ở đây trình pháp thì mình hôn trầm có, thị miên cũng có đôi lúc thì dễ dãi, có lúc thì cũng có thấy ánh sáng, tức là mình cũng có đạt được một cái gì đó. Nhưng mà khi mà vào cái môi trường ở chùa thì hầu như là cái sự an lạc nó đôi lúc khi mà thầy hướng dẫn thì những ngày đầu thì cái sự an lạc nó mình thấy nó tĩnh lặng, rất là đôi lúc mình không thấy cái gì nữa, tức là trở về cái sự giản dị mà sâu lắng. Nhưng mà con muốn hỏi thầy là khi mà trở về cuộc sống ở đời thì khi mình thực hiện cái phương pháp thầy dạy thì cái dấu hiệu có thể là dấu hiệu nào thế, nó diễn ra để mình biết là mình thực hiện cái mình hành thiền hoặc là mình thực hiện cái phương pháp thầy là nó tinh tấn, tức là nó có cái dấu hiệu nào để mình, nó báo hiệu mình để mình biết là mình đi cái con đường nó đúng, tại vì nó không có thời gian để mà trình pháp thầy như mọi người cũng có ý kiến. Dạ con xin cảm ơn thầy. Thầy nhắc lại một điều cực kỳ quan trọng, đó là cứ thấy biết thôi. Bây giờ mình dễ vui thì cứ thấy là dễ vui, ham ăn thì cứ ăn. Tức là đừng có cố ép. Tức là khi mình cố ép là mình cứ muốn là mau giải thoát là sao đó. Nhưng mà tại vì cái con người mình nó đang cái trình độ căn cơ của mình nó đang cần cái đó, thì cứ để cho nó tự nhiên. Cứ để cho tự nhiên chứ. Bởi vì có một trường hợp như thế này, trường hợp rất là dễ sợ. Đó là một người mà cái trường hợp này là xảy ra rất nhiều. Đó là một người khi vô tu là họ cực kỳ tinh tấn, ai cũng nể hết. Nhưng mà riêng thầy là thầy nhìn là thầy biết là không được rồi. Người này trước sau cũng học. Mà thiệt là bởi vì thế này, có rất nhiều trường hợp. Vừa rồi có một cái người kể cho thầy nghe một cái trường là vô cái chùa đó tu rất là tinh tấn, tu rất là tốt. Bây giờ về là trở nên là một cái đứa con mất dạy nhất, không ai nói gì được hết đó. Là tại vì sao? Nó là cái bản chất của nó là như vậy, lẽ ra nó cứ để cho nó làm theo cái cách của nó đi, qua đó nó mới học những cái bài học đau khổ như thế nào, sai lầm như thế nào. Chứ bây giờ nó cứ muốn đặt cho nó ở trong cái đúng thôi á là sai đó. Ví dụ như mình một đứa nhỏ nó mới sinh ra, bây giờ nó mới lớn lên thì nó hoang nghịch, rồi nó tìm tòi, nó mày mò, nó làm đủ thứ trò. Bây giờ mình nói là không được, con phải ngồi thiền định đi. Bây giờ cứ bắt nó cứ ngồi mà yên như vậy đó thì cuối cùng nó chẳng tới, không tới đâu hết. Có thầy mới kể cái chuyện đó, có hai mẹ con cái chị đó đến gặp thầy thì chị đang ngồi nói đạo,
thì đứa con nó còn nhỏ, cái đông đứa con nó mới đi mới chạy được thôi đó. Thì chị đang ngồi nói đạo, hỏi đạo, thầy đang trả lời đó, thì đứa bé nó té một cái đó. Rồi chị đem về, đứng đây không được đi đâu. Lát cái người ngồi nghe thầy dạng cái nó chạy nữa, nó chạy ra ngoài kia, cái nó không biết nó cầm vô cái ngùng lá hay cái gì không biết, mà cái ngùng lá nó sắc hay sao không biết, nó đứt tay. Rồi nó khóc chỉ là đem về ngồi đây đừng có đi đâu nữa hết. Rồi nó chạy nữa. Thì khi nó chạy ra đó, thầy mới nói này, con đừng có biểu nó ở một chỗ, nó phải té, nó phải đứt tay thì nó mới nên người. Cho nó không có té, không đứt tay, bây giờ con cứ ngồi nó như một cái tượng Phật không, tới đời nào mà nó phát triển được. Cho nên mình cũng vậy, mình tại sao mình phải rõ biết mình? Mình phải rõ biết mình để mình mới là, mình cứ sống tự nhiên. Nếu ham ăn thì cứ ăn đi. Ăn rồi khi đó nó đau bao tử, rồi khi đó mình mới là bớt ăn lại. Chứ còn mà đang ham ăn mà không cho ăn á, là còn mệt hơn nữa. Hồi đó thầy rất ham ăn. Mà mẹ thầy thì thương thầy cho nên cho ăn đi. Còn ông thân thầy là la, ăn gì mà ăn dữ vậy? Đó. Cái ông bà thân thầy nói là, bây giờ nó ăn được cho nó ăn đi. Thầy có người anh, đó cái thằng anh nó bây giờ ăn không được, bây giờ dùng thuốc, dùng đồ quá trời mà ăn được. Bây giờ nó ăn được cho nó ăn đi. Nhưng mà ham ăn quá đã bị đường ruột. Thầy bị đường ruột. Nhưng mà nhờ bị đường ruột cho nên mình lại học ra được bài học là phải ăn uống dưỡng sinh như thế nào, điều độ như thế nào. Cho nên hãy tin vào Pháp, Pháp sẽ điều chỉnh. Còn bây giờ mình chỉ thấy biết thôi. Cho nên cái câu mà trong Đạo Thiên Chúa nói rất là hay mà thầy thường hay nhắc là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình chỉ lo là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để rõ biết đang là như thế nào thôi. Còn cái chuyện mà mình đang tham ăn hay là mình khi nào thì mình hết dục tính, khi nào thì đó, chuyện đó để Pháp lo, không phải chuyện của mình. Đó. Giống như ông Angulimala đó, ông đi giết người vậy đó, mà nếu như Đức Phật mà Ngài thấy là ông này sắc sanh như vậy á, thì ngay từ đầu là khi ông chưa giết á, là đã tới giảng đạo cho ông để ông đừng giết chứ. Nhưng tại sao lại đợi cho đó ông giết 99 người rồi mới là nói? Là bởi vì nó phải nhờ giết 99 người nó mới thấy ra được vấn đề gì đó. Thì Đức Phật Ngài tới Ngài mới nói được. Do đó đó, chỉ thấy thôi, chứ đừng có bắt mình phải như thế nào hay là đưa ra phương pháp, đưa ra khuôn khổ. Tất cả những cái đó đều chỉ làm chần đứng cái sự giác ngộ. Giác ngộ không phải là cứ thiền, cứ tốt hoài là giác ngộ đâu á. Có khi làm tương cướp rồi sao giác ngộ không chừng. Đó, mà cái người mà cứ ăn hiền ở lành hoài vậy là không bao giờ giác ngộ. Cái chuyện ăn hiền ở lành là chuyện tốt. Nhưng mà cái đó phải là thật sự nhận thức. Thì khi đó mới thật sự là đạo đức. Còn nếu như là chỉ vì là đưa vô khuôn khổ thôi á, thì vẫn không được. Cho nên nhiều người đó phạm tội, vô ở tù rồi, ra vừa ra thôi là phạm tội tiếp. Đó, đại khái là vậy. Tức là không thể là ép nó vô trong một khuôn khổ tốt đẹp nào đó rồi là nó giác ngộ đâu. Mà giác ngộ đó thì chỉ có là bây giờ mình làm thiện, làm ác, làm đúng, làm tốt gì không cần biết. Mà mình phải rõ biết mình á, thì cái đó mới tự điều chỉnh được. Mà cái điều chỉnh từ nơi cái chỗ rõ biết đó đó mới đúng. Còn nếu mà mình điều chỉnh theo một cái khuôn khổ nào đó, theo một phương pháp nào đó, thì mình sẽ bị... Cho nên thầy mới nói là tu gì cũng được hết trơn á. Ai tu gì, muốn tu gì cũng được. Vì mỗi người có cái cách tu riêng của mình. Nhưng mà đừng tránh hai điều thôi. Một là đừng làm con rối cho bạn ngã, và đừng làm con rối cho người khác. Đừng có làm con rối cho đạo sư, cho thiền sư gì hết á. Đừng làm con rối cho kinh điển rồi gì hết á, mà là phải tự mình khám phá, thấy ra sự thật mới được.
mà muốn khám phá như vậy á, thì bây giờ đứa bé nó đang còn tò mò, nó đang còn phải chạy đi chạy lại, rồi nó té lên té xuống thì nó mới nên mới nên người, nó mới khôn. Chứ bây giờ bắt nó đứng một chỗ hoài vậy đó thì đời nào mà nó khôn. Đó. Cho nên đừng có vội là tìm cách này cách kia để mà đàn áp mình. không phải tu giác ngộ là đàn áp mình mà giác ngộ. Mà giác ngộ là rõ biết đúng sai như thế nào để mà mình tự chữa. Nhưng không trải nghiệm cuộc sống thì làm sao mà biết là cái nào là đúng, cái nào sai. Và cho nên thầy mới nói là tự nhiên là vậy, là cứ tự nhiên. Nhưng mà trong cái dạng gì tự nhiên vô tâm đó đó, là mình phải chỉ có một cái yếu tố thôi, đó là tròn vẹn rõ biết. Cái tròn vẹn rõ biết chìa khóa, hay là cái gì à? Cái bằng cái gì, chim chị nam hay là cái gì đó, đại cái vậy đó, là bàn, nó là cái đó thôi. Còn tất cả mọi cái đó là mỗi người tùy mỗi người. Cái người ham ăn á là sẽ học bài học từ tham ăn, người tham dục á thì sẽ học ra bài học từ cái tham dục đó, người ham danh á sẽ học cái bài học tham danh đó. Mà bây giờ nói họ đừng có tham danh đồ gì cả thì họ không học được cái gì cả. Họ phải tham danh cái đã. Rồi khi đó họ mới thấy cái tham danh nó vô ích như thế nào thì tự nhiên họ giác ngộ. Đó. Cái này là một bí quyết. Mà thường thường ai nói như vậy? Ai nói là không cố gắng tu hành đi, cố gắng phải tâm từ, cố gắng phải thế này thế kia. Cố gắng bây giờ phải vô khuôn khổ nơi khuôn khổ nó. Nhưng mà không có khuôn khổ nào bằng khuôn khổ từ rõ biết mình. Chỉ có từ rõ biết mình mới là khuôn khổ cao nhất. Đó. Cho mình cứ đặt vô khuôn khổ của bạn ngã đưa ra, hoặc là đặt vô khuôn khổ của ông thiền sư nào đó, thì mình chỉ là tự mình là coi như đánh mất cái sự sáng tạo, cái sự khám phá sáng tạo đúng với cái căn cơ trình độ của mình. Dạ, con kính bạch sư ông, con có cái câu hỏi nhỏ về cái trong quá trình mà con quét rác mấy ngày nay, thì thật ra thì con chỉ muốn phân tích cái tâm con để sư ông chỉ dạy cho con thêm. Có nghĩa là khi con được phân công quét rác cái cung đường mà chung quanh cái bảo tháp, thì công việc thì luôn luôn là hoàn thành rồi. Nhưng mà trong cái đoạn đường mà bên các chư tăng đi bát, thì trong con nó tự nhiên thôi, nó khởi lên một cái ý rằng là khi con quét rác thì con phải quét làm sao cái cung đường đó, đoạn đường đó nó sạch hơn, để mà nó không còn những đá dâm. Hoặc là con muốn quét cho nó sạch những cái vỉa hè đá của các thí chủ hay Phật tử người ta quỳ đánh lễ cúng dường. Thì cái tâm nó cũng rất là tự nhiên thôi. Vì con lại chú tâm, con quan sát, con rõ biết chuyện đó, thì con quét thì nó tốt nhất có thể. Thì cái tâm con luôn như thế. Nhưng mà khi con quét qua những cung đường còn lại á, thì cái tâm con nó lại rỗng lặng và nó không có một cái ý gì cả. Con chỉ quét như một cái phản xạ có điều kiện thôi. Nhưng mà lúc đó cái tâm con đó, hành động con quét là như vậy, nhưng mà cái tâm con lại chạy lăng xăng hết. Nó chạy khắp chùa luôn. Và nó quan sát từ những cái nó khởi lên những cái câu hỏi, rồi tìm đường câu trả lời. Con nói hơi chút xíu là ví dụ như con tại sao công trình này đặt ở đây, tại sao với bao nhiêu việc như vậy mà sư ông vẫn chu toàn quản lý, kiểm soát, là hoàn thiện một cái đại công trường nó chi tiết hoàn hảo đến như vậy. Ví dụ vậy, con nhận rõ biết chuyện đó và con lôi cái tâm con về. Nhưng mà khi nó về khoảng được đôi mươi giây thì tiếp tục nó lại chạy nữa, bằng ngày này qua ngày khác.
Thế thì với cái trình độ mà sơ cơ như con như vậy đó, thì sư ông giúp cho con cái cách nào mà con định được cái tâm con trong giai đoạn đầu để con tập dần với cái cách mà con nhìn rõ được với chính cái tâm mình. Dạ. Còn một cái câu thứ hai nữa thì nó nằm ngoài chút xíu mà con cũng thắc mắc thôi. Có nghĩa là giả sử như bây giờ con có một ý định xuất gia mà xuất gia trọn đời, thì vấn đề là bản thân mình á thì nghĩ rằng nó an lạc, nhưng mà ở góc độ mà của đời con cái á, thì họ nhìn họ có cho mình là ích kỷ không, có cho mình là chưa có bộ tròn cái bổn phận hay không, thì trong tình huống đó thì mình sẽ xử trí như thế nào sư thưa ông? Còn cảm thân sư ạ. Cái tâm mình á, thì nếu mình để tự nhiên á, thì nó khi thì nó yên, khi thì nó chạy, tùy theo cái duyên của nó. Nhưng mà cũng sao, chạy cứ cho nó chạy thôi chứ. Nếu hồi xưa khi lúc đầu á, lúc đầu thầy cũng ngồi thiền rồi này kia đó, cái mỗi lần ngồi thiền cái nó tâm nó chạy, cái mỗi lần tâm chạy á là mình rút trở về lại cái đối tượng mà mình, ví dụ như đối tượng thở chẳng hạn vậy, đối tượng phòng xẹp với cái gì đó, mình cứ chạy rồi rút kéo về, chạy rồi kéo về. Nhưng mà sao á, thầy cứ buông ra, cứ để tự nhiên, cứ mình chỉ thấy thôi, thì nó chạy một hồi cái tự nhiên nó hết chạy. Chạy một hồi mà mình cứ thấy thôi, thì tự nhiên nó hết chạy. Khi nó tự động nó hết chạy á, thì tâm nó yên hoàn toàn đó. Mà mình lại không phải là mình phải tầm tứ để mình giữ tâm nó gì lại gì hết trơn á. Đó. Thì đó cũng là một cái trải nghiệm để thầy thấy ra được rằng là tại ra là cái tâm mà khi mình cứ để tự nhiên mà thấy thôi á, thấy biết thôi á, thì nó sẽ tự động điều chỉnh cho mình, đừng điều chỉnh, nó tự động. Tuy là thầy nói điều chỉnh nhận thức và hành vi, nhưng thực ra là tự động điều chỉnh chứ không phải là mình điều chỉnh. Mình chỉ cần thấy thôi thì nó sẽ tự động điều chỉnh. Đó là cái điều mà ai có trải nghiệm cái điều này thì sẽ thấy rất là rõ. Cho nên á, nó chạy chạy chứ đâu có sao. Thật ra cái người đó mà cái tâm mà chạy nhiều chừng nào đó, nhưng mà rõ biết, chỉ cần rõ biết thôi. Chứ còn chạy nhiều chừng nào đó, thì cái dùng càng nhiều chừng đó. Cái dùng á, tức là cái khả năng á, ví dụ giờ thầy cứ ngồi yên vậy thôi á, thì ai mà nghĩ ra chuyện làm cái tháp, rồi ai nghĩ ra chuyện tổ chức khóa thiền, rồi ai nghĩ ra chuyện này chuyện kia. Nếu mà thầy cứ ngồi yên vậy thôi á, thì thầy chỉ có khỏe mình thôi chứ đâu có. Chính thầy là cái đầu óc là chạy lang thang nhiều nhất. Nghĩ làm sao mà xây dựng lại cái chùa của ngài Giới Nghiêm ở ngoài Quảng Ngãi đó, làm sao để giúp cái chùa ở trên kia, làm sao ở đây cái nhà bếp ở đây còn rất là mất vệ sinh, mèo đồ vô tùm lum, thế nào cũng phải là xây dựng lại cho nó đàng hoàng để đáp ứng cái nhu cầu của tăng ni trong các cái buổi lễ chẳng hạn đó, Phật tử rồi trong các buổi lễ. Nghĩ hoài thôi à, ngày không có ngày nào cũng nghĩ hết trơn á. Nhưng đâu có sao đâu, nghĩ chứ đâu có sao đâu. Nghĩ nhưng mà nghĩ trong rõ biết. Nghĩ trong rõ biết, chứ không phải là còn cái nghĩ mà cái nghĩ có những cái nghĩ nó cứ cuốn mình đi bắt đầu mất á. Thì cái nghĩ đó là không được. Nghĩ đó là sai lầm. Còn bây giờ á, vẫn là rõ biết thôi. Còn nghĩ nhiều càng tốt. chứ không sao hết trơn á. Nghĩ càng nhiều thì càng tốt. Chẳng phải là không nghĩ. Mà cho nên á, tất cả mọi cái đều cái dùng của đạo. Đều trở thành cái dùng của đạo khi mà mình rõ biết. Còn nếu không rõ biết á, thì cái gì cũng là trở thành tai hại hết. Chứ không phải là mình ngưng cái này hay là ngưng cái kia gì cả. Ví dụ như ngài A Nan thì tự nhiên là ngài lại có cái khả năng nhớ. Ngài Sa Lợi Phất thì tự nhiên có khả năng trí tuệ.
À, tức là mỗi người nó có một cái khả năng gì đó, mà cái khả năng đó lại là do cái sở trường hay là cái gì của người đó. Mà nhiều khi cái sở trường đó, mình đang có cái sở trường là suy nghĩ tính toán, mà mình là chấm dứt cái suy nghĩ tính toán để cho tâm yên ấy, là sai. Nhưng mà khi mình suy nghĩ tính toán, nhưng mà mình là rất rõ biết cái suy nghĩ tính toán đó như thế nào, cho mình không phải là bị cái suy nghĩ tính toán đó nó lôi cuốn mình đi đâu mình không hay, đó là được. Cho nên vẫn là cái cốt lõi, vẫn là cái mà tròn vẹn rõ biết. Còn cái thứ hai, nếu như thực sự mình thấy xuất gia phù hợp với cái bản thân mình, đời sống xuất gia là phù hợp với bản thân mình, và thực sự nó sẽ đem lại lợi ích cho mình, cho người, thì mình xuất gia thôi. Còn ai nói gì đó, cái chuyện đó là cái ai nói thì mình cũng phải nghe, cũng nghe để coi thì người ta nói đúng hay không. Nếu như họ nói đúng thì mình nghe, còn nếu mà họ nói không đúng thì thôi, chứ đâu có sao. Nhưng mà cái mỗi người vẫn có một cái quyền tự do quyết định cái cuộc đời của mình, đó, không phải là lệ thuộc vào người khác, nhưng mà cũng không phải là chủ quan để mà mình không có biết tới người khác. Mình vẫn biết tới người khác để xem thì người ta nói đúng hay không, như thế nào, rõ ràng. Đó. Cái đó là cái chính vẫn là cái mà mình phải rõ biết mình coi thử là cái việc mà mình xuất gia đó, nó có thật sự phù hợp hay không. Có nhiều vị sư thì nghe đó, ai xuất gia cái là đó, được tốt lắm, vô tu đi. Không phải. Nó còn nhiều trường hợp, có nhiều khi đó, ở đời, nhưng mà lại là học được bài học giác ngộ nhiều hơn, không chừng. À, thì nên cái đó, nó phải là, nó phù hợp với cái thấy của mình thì mới được. Cho nên, rút lại thì vẫn là cái thấy biết là cái chính. Đó. Rồi, hết giờ. Bữa nay là bữa cuối. Thì sau này đó, nếu mà ai trong cái khóa thiền này mà thông suốt được cái pháp hành để mình có thể về ứng dụng trong đời sống được dễ dàng, không cần phải thêm bước gì nữa thì tốt, quá tốt. Còn nếu ai còn thắc mắc gì thì cứ tới thầy, chứ không sao.